nói cho tôi cứ tạo vào không nghe thấy đấy. Anh đi chơi không được nhà. Thôi lại dối lòng mình rồi. Anh hùng nước mắt rơi đủ
mình cũng tới chào thằng này. Bây giờ bây giờ ra ăn rồi không cho ăn à?
buổi trưa và ông được ăn với tôi đã được ăn không? Phải đổi chứ. Mấy canh rồi. Ôi, đỡ không nữa à? Đi lên đâu ấy đi. Rồi, bún lên đi. Lấy đồ của ông, mà tôi cũng được không? Lấy đồ của ông, còn đồ tôi cũng được không? Không quên. Đừng con nhận ăn. Có phần đâu? Có phần dạ, mà nấu. Ừ, tao tự nấu. Có gì không tự nấu được? Tao nấu mượn nồi đấy. Tao có mì đĩa tao nấu mì luôn chứ làm gì. Mày nấy gì mày nấu? Kệ. Kệ. Không kệ, ở đây không ai chơi bài kệ. Để tao nấu chung với hoài. Lại con bài à? Tao không có ăn. Phải không này? Thằng này có 10.000 tiền lẻ không? Đủ không? Hết tiền rồi. Tao không có ăn. Quá đội à? Đi làm sợ đéo học được. Thôi, bây giờ cứ học nốt. Cào kiếm tiền. Đéo phải hối hận. Đúng không anh Hùng? Anh Hùng lại bắt đầu chạy ra. Đông mà anh. Thế này thua à? Thế gì thua? Chảy cháu cái gì ăn.